Nhìn xem họ thác loạn chưa kìa. Xong giờ trơn. Đi. Cô đã có em hai người rồi mà còn cần thêm người này. Sau này em không được gặp người phụ nữ này nữa. Cảm ơn những gì anh đã làm vì dự án của em gái tôi. Và bữa cơm tối nay, cảm ơn. Đã qua bài học lần này, sau này chị hai sẽ không ép em làm những gì mà em không thích nữa. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, em hiểu rồi. Mười mấy tuần thôi mà, sẽ qua nhanh thôi. Cuộc giao cô xin mừng chê, trong này thần xê, chê tìm đi mất dư. Chỉ cần gì mà bọc trong tâm sâm, hậu dân y, giao chi hoài sâm mô chân chư. Minh hoàn giao chuyện phân cha, con gì hợp bọc giao sân phân hay mà. Yên, trong này như sáng xa, con giao trời tài nam, sâu mừng ngó hô mơ. Bọc mà gì màu ca, hình hông hẳn lãng công. Vì lâu buồn trời gì nên gắn kế, ý tình trắng ngó ngàn trái ta. Hồi chỉ ghen sớm, sẽ gắn tới trách niềm qua. Ý tình trắng ngó ngàn trái ta. Hồi chỉ ghen sớm, sẽ gắn tới trách niềm qua. Tình cờ vậy? Hay là cùng vào trong? Ừ. Sao rồi? Ở trong đó có ai bắt nạt em không? Đương nhiên là không rồi. Chị tưởng là giống tiểu thuyết mà chị viết sao? Đâu phải sóng gió nhà tụ nữ đâu. Không có thì tốt rồi. Còn sợ em sẽ không quen khi ở trong đó. Được rồi. Xã giao là điểm mạnh của em mà. Quan hệ của em và những người trong đó rất là tốt. Buồn thì cũng có buồn một chút. Bất kể như thế nào, ráng chịu đựng một chút, em sẽ sớm ra lại thôi. Em biết rồi. À phải rồi, hai chị cố tình hẹn nhau để cùng tới thăm em hả? Phải. Nếu chị Grace cũng tới thì đúng là tuyệt vời luôn đó. Grace gần đây rất bận, nhưng em ấy nói đợi khi em ra tù nhất định sẽ tới đón em. Còn nói sẽ mời em ăn một bữa ngon để xả xui. Tốt quá à. Chị hai à, trước đó không phải chị nói là tìm em Nguyệt sao? Có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. À phải rồi, em có cần mua cái gì không? Lần sau tụi chị sẽ mang tới cho em. Chị cứ mua mỗi thứ một ít cho em đi. Nhưng mà em có một chuyện thực sự cần hai chị giúp đỡ đó. Chuyện gì? Em có trồng một chậu hoa thu hải đường ở trong phòng. Chị hai à, chị có rảnh thì chăm sóc nó giúp em nha. Được. Nhưng mà loại hoa này rất là khó chăm sóc đó. Tưới nước nhiều thì rễ sẽ chết, cho nên phải luôn giữ cho đất được tơi xốp. Chị sợ già mà thấy đất bên dưới quá khô á thì phải tưới nước cho nó. Với lại không có được tưới thẳng vào hoa và lá. Còn nữa nha, không được để mặt trời chiếu trực tiếp vào nó. Phức tạp đến vậy hả? Làm sao mà phức tạp mà chị đi tố tụng chứ. Vậy thôi chị, bận nhiều việc lắm. Chị ba ơi, hay là chị rảnh á thì qua nhà chị hai giúp em chăm sóc cho nó đi nha. Được rồi. Vậy chị sẵn tiện giúp em mua thêm mấy cái túi chườm nóng nữa. Mỗi lần chị hai tới chu kỳ đều rất là đau bụng. Trước đó em đã quên mua để sẵn. Chị đó, lần sau nếu bị đau bụng thì nhớ dùng túi chườm nước nóng nha. Sẽ dễ chịu hơn biết chưa. Được rồi. Hay là lần sau hẹn nhau đi mua đồ xong mới tới thăm Nhi. Mất công hai người mua trùng đồ. Được. Tôi biết gần đây có một tiệm tạp hóa bán đồ rất phù hợp với yêu cầu bên trong. Ừ, tôi biết ở đâu rồi. Lần sau hẹn gặp ở đó đi. Phải rồi. Lúc nãy tôi nhìn thấy môi của Nhi bị khô. Lần sau cô nhớ nhắc tôi mua cây son dưỡng cho Nhi. Ừ. Thì ra phạm nhân chỉ được nhận nhiều nhất 6 cuốn tạp chí hoặc sách vở trong mỗi tháng. Cô nghĩ lần sau nên mua tạp chí gì cho Nhi xem? Bình thường Nhi thích xem tạp chí thời trang và tạp chí âm nhạc. Hay là mua một quyển tiểu thuyết nước ngoài cho nó? Không được. Tôi nhớ hồi nhỏ Nhi rất thích xem truyện tranh thiếu nữ, nhưng lại sợ bị má chửi. Có lần đã kéo tôi trốn vào trong mền cùng nhau xem truyện tranh. Ai ngờ suýt chút nữa bị má phát hiện. Cũng may có cô che giấu giúp chúng tôi. Cô còn dám nói. Sau đó bị má phát hiện ra cuốn truyện đó làm tôi phải nhận là của mình. Bị má phạt không được ăn cơm, còn bị phạt đứng cạnh. Tôi nhớ ra rồi.
Sau đó mình nhân lúc má đang ngủ, ba đứa ăn hết bánh quy ở trong nhà luôn. Làm sáng hôm sau má ngủ dậy tức quá trời luôn. Phải rồi, chút nữa tôi sẽ đi làm thêm một cái chìa khóa. Cô có rảnh thì qua nhà tưới cây giúp Nhi. Ừ, cũng được. Cậu bốn mắt, sao cái bánh của tôi lâu quá vậy? Ai là cậu bốn mắt chứ? Tôi có tên cho bà gọi đó. Tôi tên là Hanson, bà thím. Bà thím gì hả? Tôi chưa kết hôn nữa đó, tôi tên là Lulu. Vậy thì chúc mừng cô nha. Nhìn cô như vậy chắc là cả đời này cũng khỏi phải lấy chồng. Là mắng kiểu gì vậy? Thật ngại quá, ngại quá. Em trai, em đẹp trai như vậy đừng để mặt khó chịu. Người ta sẽ nghĩ quán mình là quán xã hội đen đó. Phải. Vậy phải làm gì đây? Đâu phải lại muốn làm ở đây đâu. Là mấy chị bắt em xuống đây làm thôi chứ bộ. Em trai à, tụi chị cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Nè, em cứ ngoan ngoãn làm việc ở đây. Trước sau gì cái quán này cũng sẽ giao cho em mà. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không phải là muốn làm cái này. Em muốn vẽ truyện tranh. Mấy chị nhốt em ở đây như vậy có công bằng với em hay không? Có công bằng với các độc giả hay không? À, nè, không phải không cho em vẽ, chừng nào rảnh mới vẽ. Bình thường thì phải làm việc ở đây. Nha em. Tóm lại á, không đi gặp người phụ nữ và người đàn ông kinh tởm đó thì việc gì cũng có thể thương lượng được. Phải. Em đã giải thích rất nhiều lần rồi, tụi em là kích thích lẫn nhau để mà lấy cảm hứng, không phải là kinh tởm dơ bẩn như là mấy chị nghĩ đâu. Lấy cảm hứng gì mà phải cởi hết quần áo rồi chơi tay ba hả? Bộ em tưởng tụi chị là con nít 3 tuổi hay sao? Em gạt mấy chị làm gì chứ? Mấy chị biết gì về sáng tác mà nói, hiểu cái gì về cảm hứng mà nói. Là thật hay là giả cũng được, tụi chị không muốn em làm mấy chuyện biến thái như vậy. Phải đó. Được rồi. Đúng là đàn gãy tay trâu mà. Em không muốn ở lại một nơi, ngay cả sự tự do sáng tác cũng không có này nữa. Em phải đi hít thở không khí tự do. Em bỏ nhà đi. Đừng mà. Được, em thử đi ra cánh cửa này nửa bước. Đừng nói là tiền công, ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có. Lấy tiền tiêu vặt ra đi hù em đó hả? Làm gì vậy? Chị cũng ngây thơ như vậy. Em trai à. Nó đi thật kìa. Nó chỉ là giả vờ thôi, đừng để chị xem thường nó nha. Không quá 10 giây chị nói nó sẽ quay trở lại. 9 làm sao đây? 8 7 Tại sao không đếm tiếp đi? Còn đếm cái gì nữa? Nó đi xa lắm rồi. Chúng ta đếm tới 10 tiếng đồng hồ nó cũng không về đâu. Hả? Bỏ đi thật rồi. Em trai. Ai đó? Ê, cậu 15. Mình đi cắm trại hả? Có thể cho tôi ở nhờ được không vậy? Hả? Vì muốn thoát khỏi bàn tay của bốn người chị gái, tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Người anh em dũng cảm lắm, tôi ủng hộ anh. Tôi đã chuẩn bị tiền thuê nhà cho cô rồi. Ấy, anh giữ lại tiền đi, phòng khách ở bên kia. Vậy tôi không khách sáo nghe. Anh em tốt, cô nghĩa khí. Tôi trả 10.000 ngủ ở chiếc xe ngoài kia. Anh ta khỏi trả được ngủ trong phòng. Con người cô thật là rất công bằng đó. Làm sao mà anh so với ảnh được? Ảnh là nam thần cảm hứng của tôi. Để anh ngủ ở ngoài lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao hả? Làm sao còn cảm hứng để tôi viết tiểu thuyết? Nè tôi... Nè cái gì? Đói bụng rồi, mau đi nấu cơm đi. Nếu không ngoài xe cũng không để anh ngủ. Chuyện gì? Tôi mới mơ một giấc mơ, khung cảnh rất đặc biệt, hình ảnh rất nổi bật, tôi rất muốn vẽ nó ra đó. Tiếp tục vẽ đi. Chị Thanh à, làm phiền cô, chỉ có cô mới truyền được cảm hứng cho tôi mà thôi. Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi vẽ ra khung cảnh hoàn hảo này. Thủy thủ sao thiên dương không có ngáp như vậy? Thủy thủ cũng phải đi ngủ mà. Thôi đừng nói nhiều nữa, muốn nói thì nói tiếng Nhật đi. Sumimasen. Đặt thanh kiếm xuống. Xoay dầu. Vừa xoay dầu vừa ngẩng đầu lên. Biến hình. Đúng rồi, rất tốt. Xoay một lần nữa. Biến hình.
Sư phụ à, cô đã ăn cơm chưa vậy? Có cần tôi đi mua hay không? Không cần. Rồi. Có. Có mấy nhà hàng dành cho người không tiện đi lại, anh giúp tôi tìm vài chỗ có đánh giá tốt. Biết rồi. Không gấp đâu, ăn xong trước đi. Ừ, được rồi, chút nữa tôi sẽ gửi một danh sách cho cô nha. Cô Cú. Thứ bảy tuần này có rảnh hay không? Muốn hẹn anh ăn cơm. Được. Lần trước đó, rõ ràng là tính mời anh ăn cơm, sau đó thì đã qua nhà anh ăn cơm nhà. Lần này á, tôi sẽ tìm một nhà hàng tiện cho anh ra vào. Tôi làm tài xế cho anh cũng được. Nếu cô không ngại, tôi có một gợi ý. Ở đây đúng là đẹp thật nha. Sao anh lại biết là tôi muốn ăn salad? Lần trước khi ăn cơm, nhìn thấy cô chỉ ăn rau không ăn thịt, nên tôi đoán là cô ăn chay. Nhưng mà lần trước cô ăn súp cá thì lại được, cho nên tôi cũng chỉ đoán thôi. Nên mua thêm mấy loại salad cho an toàn. Khoảng 10 năm trước á, tôi bắt đầu kiên trì việc mỗi tháng phải có một tuần không ăn thịt, xem như thanh lọc dạ dày. Tức là gần giống như nhịn ăn. Ở nước ngoài cũng có nghiên cứu nói là như vậy có thể thanh lọc giải độc, cũng tốt cho sức khỏe. Tôi chơi môn đấu kiếm cần rất nhiều năng lượng, không ăn thịt có thể không đủ năng lượng. Tôi có xem qua một số tài liệu, vận động viên cũng có thể ăn chay. Anh cũng muốn thử không? Cũng được. Chọn một phần đi. Địa chỉ mới, thời gian cũ, hôm đó gặp. Sao anh lại biết tôi thích bản nhạc này? Lúc còn nhỏ, khi học hành tới chán thì cô sẽ mở nhạc cổ điển cho tôi nghe. Lúc đó tôi không biết là bài gì, cô chỉ nói là một tài xế biết sáng tác nhạc. Là Tchaikovsky. Sao chuyện cười hồi xưa nhàm chán quá vậy? Tóm lại sau khi nghe xong, mình sẽ cảm thấy rất bình yên. Nhưng mà nhiều khi quá bình yên thì rất dễ ngủ gật. Vậy thì chết rồi, ngủ gật thì làm sao mà ôn bài được đây? Cho nên tôi đã nghĩ ra một điệu nhảy, khi nào buồn ngủ thì sẽ nhảy, nhảy xong sẽ tỉnh táo được liền. Thật hay giả đây? Cô không tin sao? Để tôi nhảy cho cô xem nha. Trời ơi, tại sao hôm nay nhiều muỗi quá vậy? Đừng có lo, tôi có chuẩn bị trước rồi đây. Nè. Khoan đã, tôi sợ nhất là mùi thuốc xịt mũi. Bà yên tâm, là thiên nhiên đó, mùi thiên trúc quỳ, tôi nghĩ là bà sẽ thích. Nè, sao mấy người lại nhìn người ta? Có biết cái gì gọi là phép lịch sự không? Có cần giữ như vậy không? Chúng tôi ra phơi nắng thôi mà. Má. Hi, Allison. Sư phụ, sao tình cờ vậy? Có nhầm lẫn không vậy? Con gọi ổng là sư phụ, rõ ràng ổng là thầy chủ nhiệm của con mà. Bộ ổng dạy con đánh võ hả? Phải ha. Thầy chủ nhiệm. Chào em Linh Sang. Nói mau, lần này con đã làm sai điều gì mà thầy chủ nhiệm lại phải tới tìm má? Hoàn toàn không liên quan tới em Linh Sang. Lần này tôi chỉ là đơn giản tới hỏi thăm thôi. Ông không cần nói giúp cho nó. Tôi biết là giáo dục từ gia đình cũng quan trọng như giáo dục từ nhà trường. Nếu nó không nghe lời thì ông cứ nói với tôi sẽ dạy lại nó. Má à, má khoan hãy nói về con. Lúc nãy y tá Lâm nói là má không chịu để bác sĩ vật lý trị liệu ở đây giúp má làm vật lý trị liệu. Còn Phan là người ta, có phải không? Con nhìn thấy mặt cậu ta thì sẽ hiểu. Tóm lại là má sẽ không để cậu ta đụng vào má. Luật sư Cố à, vật lý trị liệu không thể để lâu quá được.
như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của bà đâu. Hay là vậy, con đi tìm một ông bác sĩ vật lý trị liệu khác cho má, ít nhất phải được một nửa độ đẹp trai như thầy chủ nhiệm đây, má mới chịu làm đó. Trong 2 tuần tới, cố gắng đừng dùng tay phải xách đồ, giảm thiểu sự tổn thương. À, được, cảm ơn anh Ai Đạt. Được, khách sáu. Tạm biệt. À, tạm biệt. Vật lý trị liệu có thể ra khám bên ngoài không? Có, muốn khi nào đi? Chiều thứ bảy tuần này á, sắp xếp được thì hãy trả lời tôi. Sắp xếp được. Cảm ơn, tới lúc đó tôi qua đón anh. Eric à, chiều thứ bảy này anh có thể thay ca giúp tôi không? Có hẹn sao? Ra ngoài làm việc. Làm việc? Nhưng mà nhìn vui lắm đấy nha. Có sao? Gần đây vừa mới bị thương mà cũng vui như vậy. Tán gái hả? Ừ, không có. Không có hả? À, khoan, không được nha. Thứ bảy này tôi không được rồi. Hả? Nói chơi thôi. Đi tán gái đi. Cảm ơn. Thật ngại quá. Thật ra chân của má tôi bị tái phát, nhưng bà rất cố chấp, dù thế nào cũng không chịu để bác sĩ vật lý trị liệu ở viện dưỡng lão giúp bà, cho nên mới phải làm phiền anh. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ trả lại tiền khám cho anh. Không giữ được. Alo. Anh đặt trên bàn của tôi để tôi về xem. Cảm ơn. Thật ra má tôi có chút trở ngại về nhận thức, nên tính tình có hơi kỳ lạ. Thật ra không chỉ là một chút, nhiều khi còn nghĩ mình vẫn là luật sư cố lợi hại của hồi trước. Cho nên nếu bà có chửi anh hay đuổi anh đi thì anh đừng có buồn lòng nha. Sao im lặng quá vậy? Đang suy nghĩ điều gì? Tôi đang suy nghĩ có phải là có thể không đi không? Bà nói phải thì phải sao? Ai cũng nghe thấy hết, mấy người nói có phải không? Cô tới đúng lúc lắm, cô hãy khuyên luật sư Cố đi, hôm nay bà hơi nóng giận. Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn để tôi nghe được ông hát nhạc bậy bạ thì tôi kiện ông đó. Mấy hành vi này của ông có thể bị tội quấy rối tình dục, ông sẽ bị ngồi tù luôn đó. Tôi không ngại ra tay để tiễn ông vào tù ngồi mấy năm. Tôi nói bà bị điên thì có, bộ không được ca hát tự do, bà nói kiện là kiện sao? Ông nói tôi bị điên hả? Có tin là tôi kiện ông tội phỉ báng không? Ê, tôi không rảnh nói chuyện với bà. Ê. Còn bà nữa, bà thím ăn mặc gợi cảm như vậy làm gì, muốn quyến rũ ai? Tôi thích đó. Bà ghen tị hả? Bác gái là người bị chửi hay là người chửi người khác vậy? Anh đoán xem. Má, cái ly này chưa rửa đó. Đã rửa qua nước nóng rồi. Bắt đầu tay đi. Cảm ơn. Bạn bè của con hả? Đúng rồi má. Anh tên là Aiden, học vật lý trị liệu, sắp tốt nghiệp rồi. Con cố tình gọi anh tới để khám cái chân cho má. Học vật lý trị liệu? Đúng rồi bác gái. Bác có ngại nói cho con biết chân bác bị đau ở đâu không? Chân của tôi á, lúc co lên á thì đầu gối bị đau nhất. Lúc đứng dậy á, phải dùng rất nhiều sức mới có thể duỗi thẳng ra. Vậy bác có ngại để con massage cho bác, để giúp bác thư giãn không? Cũng được. Đưa cái ly cho con. Nè, bác thả lỏng ra như bình thường là được. Ừ. Ây da. Thả lỏng bàn chân, đưa ra phía trước. Đúng rồi. Bác thấy đỡ hơn chưa? À, phải ha. Đúng là đỡ đau hơn rồi. À, chắc là cậu học hành giỏi lắm, tốt hơn bác sĩ ở đây nhiều. Lúc nào cũng kêu chúng tôi tự tập luyện. Thực ra bác sĩ ở đây nói cũng không sai, tự mình tập luyện cũng rất quan trọng. Chút nữa con sẽ dạy bác phải tập như thế nào để chân bác có sức hơn, để đầu gối đỡ đau hơn. Vậy hả? Tốt quá. Nghỉ ngơi một chút, mau uống trà đi. Ừ. Con đem đi rửa nha. Cảm ơn. Người bạn này của con cũng được gọi là đẹp trai, lần này xem như là đạt tiêu chuẩn. Má đó, lúc nãy cứ nói về bác sĩ vật lý trị liệu ở đây, chắc là chê người ta không đẹp trai chứ gì. Cậu ta tên là Than, như một cục than xấu xí lắm. Nè, có bạn của con ở đây rồi, nếu con nhằm chán á, thì có thể đi về trước. Cũng được. Vậy bạn ơi, tôi đi về trước đi. Ừ.
Phải rồi, chân của tôi không có sức cho lắm, phải làm sao đây? Nè, con chỉ bác một vài động tác để giúp bác tăng cường phần cơ chân ở đây. Trước tiên bác phải ngồi thẳng, tựa lưng vào ghế. Kiếm cuồng phong vũ trụ. Tốt. Nè, anh có cần nghỉ chút không? Không cần, tôi còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Được rồi, được rồi. Sao bạn của anh tệ quá, uống viên thuốc đi. Tôi chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Chỉ một chút xíu nữa thôi. Yes. Em thấy Adina của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Nè. Nhà xuất bản. Nhà xuất bản. Nhà xuất bản. Ông ta chính là ông dịch chủ nhà xuất bản hả? Tôi thân với ông lắm, tôi mỗi lần nhất định ông ta sẽ giúp cho anh ra sách thôi. Nhưng ông ta phiền phức lắm, ăn tiền sao cũng được, thu tiền là lên cơn điên. Nhớ phải dừng nhìn cho ông ta đó, ha? Anh hiểu mà. Dễ ẹt. Chào ông dịch. Người này chính là người mà tôi nhắc với ông, đó là muốn xuất bản sách ơn nhà sách của ông đó, là cậu 15 nè. Xin chào ông dịch. Tôi bút 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 danh của tôi là Mã Kỳ Tuấn, để tỏ lòng tôn kính với bậc thầy truyện tranh Nhật Bản Miyazaki Hayao. Được rồi, ngồi xuống chơi đi, vừa chơi vừa bàn công chuyện. Hả? À, được. Còn phải ra sách nữa. Một ngàn bảy. Sáu ngàn bảy, cộng thêm 5,000 nữa. Sao giận dữ vậy? Hey, thật sự chơi không lại mà. Hey, thiệt tình, gừng càng già càng cay đó nha. Hay quá. Em trai, để tôi dạy khôn cậu. Những trò cờ bạc này là nhờ kỹ thuật, không phải là nhờ bài tốt đâu. Hay. Quá hay. Học được một bài học mới. Lời hại thiệt. Em trai à? Hôm nay cậu trả không ít tiền học phí đó. Ê, có thể theo ông dịch đây học tập mấy cái này á, sao có thể gọi là học phí được chứ. À, ông dịch à, ông có hứng thú xem bộ truyện mà tôi vẽ MK Adina hay không? À, được mà. Bộ truyện này tôi có xem rồi, nó vẽ không có tồi đâu. Giờ đây ông dịch. Cũng được đó. Với một đứa trẻ chỉ được 10 tuổi mà nói vẽ như vậy là tốt rồi. Là con cậu vẽ hả? Tôi vẫn chưa có con mà. Em trai cậu? Cũng không có em trai. Vậy là cậu vẽ gì mà người không ra người, ma không ra ma vậy? Tôi đổi nghề đi. Tôi phải xuất bản sách. Tốn tiền như vậy, tôi thà chơi thêm vài ván còn hay hơn. Cậu làm như vậy thì khác gì đem tiền đổ xuống sông. Đúng không em trai? Xin lỗi giao dịch là phiền rồi. Người anh em, ông không cần phải rầu rĩ như vậy đâu. Ông ta không biết xem thôi, sẽ có người biết xem mà. Nè, anh có tiền trên người không? Còn khoảng 10,000 đổ lại thôi. Nè. Ê cậu trai trẻ, sao mà cố chấp vậy hả? Thẻ bài. Bốn ngàn. Cược hết. Theo. Xì già.
Chà, 3 con 8 là 3 cây nha. Yeah. Tự quỷ. Rắn. Snake. Và mỗi dịp vui thì sẽ bắn pháo hoa. Được hết. Dì bồi, tôi cũng không theo. Dáng nào cũng có, chỉ dáng này không có. Chơi bài là nhờ kỹ thuật mà, chứ không phải là nhờ bài đẹp không đâu. Ông chơi như vậy khác gì đổ tiền xuống sông hả em trai? Ông nói có phải vậy hay không? Thắng lượt 200 ngàn đó. Có 200 ngàn thật sao? 200 ngàn thiệt đó. Anh nè, nè, hình như anh ta tỉnh rồi. Nè, anh cảm thấy sao rồi? Ngồi dậy trước. Ngồi lên, ngồi lên, dựa vô, dựa vô. Tại sao tôi ở đây vậy hả? Wow, anh đã ngủ suốt 2 ngày 2 đêm rồi. Chắc là trước đó vẽ truyện tranh mệt quá. Bây giờ thấy anh tỉnh lại, chúng tôi cũng yên tâm hơn. À, tôi muốn nhanh chóng tìm người giúp tôi in sách. Tiền của tôi đâu? Ờ, thì nè, nè, tôi định giúp cho anh làm bản lưu niệm vàng. Thì anh biết đó, một là không làm, hai là phải làm cho tốt. Trừ khi không làm, rồi xem thử làm thế nào thôi, phải không? Nói chung á, làm tới làm lui mới phát hiện, thì ra tiền vốn không có đủ. 200 ngàn đó của anh cứ là thiếu chút chút. Đừng đó. Đừng nói nhảm với tôi nữa. Tiền của tôi đâu? Tôi nghĩ là nếu anh không có đủ tiền, tôi định đem qua Macau ra sòng bài giúp anh nghĩ cách, rồi suy nghĩ một hồi không biết nghĩ cái gì mà mất tiêu luôn 200 ngàn. Trả lại 200 ngàn cho tôi. Bình tĩnh lại. Nè, tôi không thiếu anh 200 ngàn nhiều như vậy nha. Tôi lấy 10 ngàn cho anh làm vốn mà. Nè, 10 ngàn tiền vốn đó. Nè, ra 9 về 13, trừ đi tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền vé. Coi như tôi nợ anh có 70 ngàn thôi. Wow, 200 ngàn còn 70 ngàn. Anh còn ăn giữ không bọn cho dây nặng lãi. Bỏ đi, mặc kệ anh ta. Thanh à, cô với tôi lên đó thêm một lần nữa. Tôi tự tìm 200 ngàn đó về vậy. Nè, đợi chút. Nếu tôi thấy mệt thì cô tát cho tôi tỉnh đó nghe. Như vậy đúng không? Bây giờ chưa mệt. Tôi nhất định sẽ thắng lại 200 ngàn đó về. Chuyện gì vậy? Hình như bị dẹp tiệm rồi. Không chỉ dẹp tiệm đâu, ngày hôm qua chém người luôn đó. Chém người nghiêm trọng vậy sao? Phải rồi, thì tại con bạc đó không chịu thua mà, nên cầm dao chém người, chém tới lòi ruột ra ngoài luôn. Tội nghiệp lắm đó. Bởi vì mới nói cờ bạc hại người ghê gớm lắm. Hãy cứ chém chết tôi luôn đi. Em cây Adina của tôi chết rồi. Không sao, không sao, không sao đâu. Không cần lo lắng. Buông tay ra. Cái gì? Cô nói em tôi tự nhốt mình trong phòng 3 ngày cũng không chịu ra. Phải đó. Tôi gọi hoài anh ấy vẫn không chịu nghe. Nếu có như vậy tôi sợ anh sẽ gặp chuyện. Các cô chị gái, hay là giúp tôi khuyên ảnh đi. Còn khuyên nhủ gì nữa? Trước đó mới trở mặt với chúng tôi rồi, chắc chắn sẽ không nghe chúng tôi nói đâu. Thật ra nói tới nói lui cũng tại vì em trai không xuất bản được cuốn truyện tranh nào. Em trai cũng vậy nữa. Thực ra truyện nó vẽ không có đẹp chút nào, nét vẽ không ra hồn gì hết. Chúng tôi đã nhiều lần ám chỉ đó, kêu nó bỏ đi, cứ không chịu nghe lời. Vấn đề là anh ấy coi xuất bản truyện tranh là mục tiêu đời người. Các cô nói làm sao đây? Nếu như nó chưa đến Hoàng Hà chưa cam lòng, thì mấy chị em mình đành phải lấy tiền dành dụm cực khổ hoàn thành tâm nguyện của nó, giúp nó in truyện tranh thôi. Má, chân má đau quá, con kêu bạn học của con tới đi. Chân má đau thì tìm anh Thang đi, người ta còn phải đi làm mà. Đi làm gì chứ, học sinh cùng lớp chỉ làm bán thời gian. Con hỏi nó kiếm bao nhiêu tiền một tiếng mới trả gấp đôi. Gấp đôi cũng vô ích, người ta đã hẹn lịch với bệnh nhân rồi. Má không cần biết. Nói chung hôm nay má phải gặp được nó. Xin lỗi nha, giờ ăn cơm trưa còn phải làm phiền anh. Không sao đâu, nhưng mà chúng nó làm xong có thể chở tôi về đây được không? Bởi vì chiều nay tôi phải khám cho bệnh nhân, không thể tới trễ được. Không thành vấn đề. Tặng cô nè. Khai điện thoại. Lần trước nhìn thấy cái của cô bị hư nên tôi mua cái mới cho cô. Cô xem dùng được không? Cảm ơn, tôi cũng đã định thay cái mới nhưng vẫn chưa có thời gian rảnh. À, cô nữ. Túi của anh là túi không đáy hả? Gối kê đầu này dùng để cố định đầu của cô trong lúc lái xe. Bình thường làm việc cô hay cúi đầu xuống đánh máy và bấm điện thoại. Gối ngay cổ, dây thần kinh chỗ này sẽ không bị chèn ép. Cổ và vai cô sẽ thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn, nhưng tôi thích dùng màu đen hơn. Có luôn.
Đi. Rốt cuộc anh đã mua mấy cái gì? Có những màu nào tôi đều mua hết. Ông chủ nói nếu chưa xé bọc xốp thì có thể đem về tiệm trả hàng. Vậy còn khay điện thoại? Khay điện thoại tôi chỉ mua một cái thôi, vì ông chủ nói không trả được. Cảm ơn. Cô nhấn người lại một chút để tôi gắn cho. Ok. Cô thử xem vừa chưa? Vừa rồi. Vậy tôi giúp cô gắn luôn khay điện thoại. Được. Tôi lái xe trước, nếu không thì sẽ không vào được. Được. Chàng trai trẻ à, cậu sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Đi học có vất vả không? Đã tìm được việc làm chưa? Tìm được rồi, con cùng một người bạn chung tay mở trung tâm vật lý trị liệu. Ừ, tốt. Có việc làm ăn riêng. À, ba má cậu làm nghề gì? Má, chuyện riêng của người ta má hỏi nhiều làm gì chứ? Con giúp má một ít trái cây về mời mọi người ăn. Đừng ở đó nhiều chuyện hoài. Con mới tới thôi mà. Mua nhiều một chút, nếu không sẽ không đủ chia đâu. Đi đi. Vậy con đi mua nha. Ừ. Bye bye. Nè, đừng nhìn nữa, tôi dụ nó đi rồi. Nè, ngồi xuống nói chuyện với tôi đi. Cậu đừng tưởng tôi khờ nha. Tôi có thể thấy được cậu thích Linh sang nhà tôi. Bà gái ạ, con... Nhưng mà tôi cũng thấy hài lòng về cậu. Chỉ có điều tôi sẽ không đồng ý đâu. Tại sao vậy? Sang vẫn chưa lấy được bằng luật sư. Có chuyện gì quan trọng hơn tiền đồ của chính mình chứ? Hai đứa vẫn còn trẻ. Cứ cố gắng lên đợi thêm vài năm nữa. Khi sự nghiệp đã ổn định rồi, lúc đó hai đứa hẹn hò hay đám cưới cũng được. Tôi không phản đối đâu. Cảm ơn bà gái. Có phải cậu cảm thấy Linh sang nhà tôi rất khó nắm bắt không? Dạ cũng đúng. Tôi thích nhất người nói thẳng. Được, tôi sẽ kể về điểm yếu của Sang và chuyện hồi nhỏ của nó cho cậu nghe. Còn nữa, nói luôn nó thích những gì. Dạ được. Những lời này giúp tôi chọn những quả ngon. Được. Rồi. Tay phải mình dùng lực giữ yên khoảng 2 giây. Ừ. Đưa tay về chỗ cũ rồi thả lỏng ra. Con mua trái cây về rồi. Đưa cho hộ Lý Lâm, chia cho mọi người ăn đi. Nặng lắm, để tôi giúp cô. Cảm ơn. Không có gì. Chàng trai trẻ ơi, cậu thu phí nhiều vậy? Cái gì? Trời ơi, cậu nhìn cơ bắp của cậu kìa. Chà, săn chắc quá đi à. Chị chắc cậu đủ sức massage lắm. Nè, nói chuyện tâm sự bao gồm luôn đúng không? Cậu không thu phí riêng đâu hả? Nè 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 nè, mấy bà làm gì nói vậy, sàm sả hả? Gì hả? Bọn tôi đang hỏi nhà vật lý trị liệu của bà tới tận nơi điều trị thu phí bao nhiêu thôi. Nó là người của tôi, hàng cấm bán, mấy bà đi kiếm thang đi. Sợ. Ôi trời, người bà. Của bà. Con giúp đi rửa trái cây nha. Xin lỗi nha. Để tôi giúp anh. Cũng được. Anh đã cười từ nãy tới giờ, rốt cuộc đang cười cái gì? Lúc tôi đi ra ngoài hai người nói chuyện gì vậy? Dĩ nhiên là nói về cô rồi. Tuy là bác gái suy giảm trí nhớ, nhưng mà vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện ngày xưa của cô. Bà ấy đã nói cái gì? Chưa được đương sự cho phép, tôi không tiện tiết lộ được. Tôi là đương sự đó. Thì ra lúc cô còn nhỏ cũng dễ thương thật đó. Cô cứu. Sao anh biết tôi tan sở lúc mấy giờ? Anh đợi tới bây giờ hả? Kem dưỡng tay này là hàng mới sản xuất đó, không dễ bị mẫn cảm. Ở ngoài không dễ dàng mua được đâu. Cô thoa xong nếu thấy tốt, tôi sẽ giúp cô mua thêm. Là má tôi nói hả? Nhà tôi nhiều kem dưỡng da tay lắm. Nó hả? Xếp hàng tới cuối năm. Vậy sao? Kem dưỡng ở nhà cứ đưa hết cho tôi đi, tôi sẽ giúp cô dùng hết cho. Vậy chẳng phải hời cho anh sao? Sức hư tay của tôi vẫn đỡ hơn hư tay cô chứ. Ừ, càng ngày càng biết ăn nói nha. Tôi nói thật mà. Có hứng thú đi ăn khuya không? Ừ, cho tôi rau xào chay, đậu hũ chiên muối tiêu, thêm phần miếng tay cầm nữa đi. Tuần ăn chay đã xong, có thể ăn thịt rồi. Vậy sao? Vậy cho dĩa sườn chua ngọt, một rau xào thịt bò, nửa con gà hấp muối. Được được. Như đây được không?
cũng không cần nhiều thịt như vậy đâu. Vậy sao? Vậy không lấy sườn chua ngọt, đổi thành cải ngồng xào tỏi đi. À được. Thêm một chai bia lớn. Được. Khoan đã. Ừ? Xin lỗi, đổi thành hai chai coca không được. Cảm ơn. À được. Không phải, ba chai bia lớn. À được, đổi thành ba chai bia lớn. Cảm ơn. Hôm nay tôi không có lái xe, có thể uống một chút mà. Uống một chút? Cô gọi tới ba chai lận đó. Tôi gọi cho anh uống đó. Khi nào em rảnh, anh muốn gặp em. Ê, đây đây, bia tới đây. Nè. Cảm ơn. Nếu rảnh thì trả lời anh. Phải rồi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết có phải má tôi nói tay của tôi bị mẫn cảm hay không. Bác ấy còn nói với tôi lý do không cho cô xoa bóp giùm cho bác ấy. Bà ấy chê tay tôi thô nữa mà. Bà ấy sợ cô mẫn cảm với dầu massage đó. Thực ra bác gái cũng giống như cô, quan tâm tới người khác nhưng lại không thích nói ra. Tôi cảm thấy hai người thực sự rất giống nhau. Có lúc thì rất cứng rắn, nhưng mà cũng có lúc thì... Có lúc thì sao hả? Nè nha, anh chưa đủ đắc đạo để hiểu tôi. Rau xào đây. Cảm ơn. Nè khoa đó. Cô bạn nhỏ Cố Linh Sang, món rau cá xào mà cô thích ăn. Xem ra má tôi đã nói với anh không ít chuyện về tôi. Aiden, trùng hợp vậy. Ừ, hai. Ồ, hèn chi đột nhiên cho leo cây thì đã có hẹn. Không ngại ngồi chung bàn chứ. Nè, ngồi. Phúc Vũ. Ờ, nghe. Cho hai chai bia lớn, nghiêu xào tàu xì, một nồi lẩu gà, như giờ trước đi. À, được. Để cô coi muốn ăn cái gì nữa. Chị cái này nhìn có vẻ quen đó, sơ hô sao vậy? Tôi tên Alison, là bạn của Aiden. À, xin chào cô. Mấy cô em gái này, người nào người nấy chơi game, chơi điện thoại, nhìn máy tính, tính cho cổ và vai đều có vấn đề. Dung vậy tối nay tính hẹn gặp anh để hỏi thử đó. Bây giờ gặp được càng có duyên hơn. Nói chuyện thôi cũng được mà, coi như làm quen bạn mới. Rainbow làm tiếp viên hàng không. Dạ. Luna thẩm mỹ viện, hiện nay nó có sản phẩm dưỡng da của riêng mình. Đây là Zuki, cô ấy là Bia. Hello. Hello, tôi là Aiden. Phải rồi chị gái, chị đang làm ngành nào vậy hả? Tôi làm ở văn phòng luật sư. À, chị gái của Yuki cũng làm ở văn phòng luật sư. Sếp của cô ấy là luật sư nổi tiếng Kisilao đó, có từng nghe chưa? Vũ Thiên Dương kỳ công ty truyền thông tội phỉ bán cũng nhờ Kisilao mới thắng đó, có phải không? Phải đó. Các cô đang nói Timothy, 3 năm trước là đệ tử của tôi. Để tôi chính thức giới thiệu với mọi người, Alison, luật sư Cố. Ấy, bên kia có bàn rồi kìa. Chúng ta qua đó đi. Xin lỗi. Cảm ơn. Cô ổn không? Có mấy chai bia thôi, tôi ổn mà. Hay là để tôi đưa cô lên? Không cần, anh đứng đây đợi tôi một lát. Nè, anh nói phụ trách mà. Tối nay tôi sẽ dùng kem dưỡng của anh. Nếu tay tôi bị mẫn cảm, tôi hỏi tụi anh. Bye bye. Bye bye. Tiến độ không tệ nha. Sao cô lại ở đây? Cười như chàng khờ vậy. Có phải là anh đã thành công? Cô đừng nói bậy nha. Có ngửi thấy gì không? Ngửi thấy cái gì? Mùi của tình yêu đó. Là mùi thơm của túi này thôi. Nè. Nè. Wow, chai nào cũng là đồ xịn hết. Nhiêu đây cũng mấy ngàn đô đó. Anh mua cho cổ hả? Một chai của tôi đổi được nhiêu đây nè. Đàn ông ai mà lại dùng mấy cái này. Tôi chịu khó một chút, giải quyết giùm cho anh ha. Trước này dùng để dưỡng tóc mà. Ừ ha.
Cô đem về cho chị cô đi. Được thôi. Không được. Đã tới đây rồi tại sao không tự đem lên hả? Cô ấy nói không cần mà. Lần đầu tiên cô gái sao? Anh phải là người đưa người ta lên lầu mới có cơ hội vào nhà. Có cơ hội vào nhà thì sẽ có cơ hội uống cà phê. Uống được cà phê rồi thì sẽ được ngọt ngào đó. Không phải cần tôi dạy anh chứ? Chúng tôi vẫn chưa tới mức đó. Cơ hội để dành cho người biết nắm bắt. Và đây chính là cơ hội tốt. Mau đem lên trả cho cổ đi. Đi đi. Bị điên hay bị ma nhập vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.